Thank you very much for coming out on a Saturday morning. Và xin chào mừng tất cả các anh chị đã đến với trung tâm Hoa Kỳ chúng tôi. Và đặc biệt cảm ơn các anh chị vì hôm nay là ngày thứ bảy, ngày cuối tuần vẫn có sự hiện diện đông đủ của các anh chị. My name is Jessica Webster. I'm the economic counselor here at the U.S. Embassy in Hanoi. In recent months, the American Center here has had a number of programs to explore aspects of the business culture in America. Today, in collaboration with Thai Ha Books, we are offering a program that will span cultures and look at an issue that I think is of interest to anyone who wants the success of his organization and his own success in the workplace. Tôi là Jessica Webster, em là tham tán kinh tế của Sứ quán Hoa Kỳ. Và đối với trung tâm Hoa Kỳ chúng tôi thì đã tổ chức rất nhiều các cái chương trình, sự kiện trước đây liên quan đến cái việc về văn hóa kinh doanh của người Mỹ. Và hôm nay chúng tôi hợp tác cùng với Thái Hà Book để tổ chức một cái chương trình khác nữa với một cái mong muốn và có được cái sự quan tâm của tất cả anh chị nào mà quan tâm tới cái khả năng hoạt động của mình cũng như cái sự thành công của mình trong công việc. Today we're very fortunate to have with us Dr. Jennifer Hanweiler, international speaker, executive coach, and author who specializes in developing and coaching introverted leaders. Hôm nay chúng tôi rất là vinh dự được đón tiếp và có diễn giải đến với chúng ta ngày hôm nay là chị Jennifer Hanweiler, là tác giả đồng thời là điều hành, người huấn luyện rất nhiều những các lãnh đạo khác ở trên cho chuyện trên thế giới, và cũng là người sẽ trình bày với chúng ta về một cái chủ đề hết sức là thú vị, đó là người lãnh đạo vận động. So I have a question for you. By show of hands. Tôi có câu hỏi. How many of you think that you are an introvert? Các bạn hãy giơ tay nếu như ai đó là một người có tính chất hướng nội. I know I am. Vâng, và tôi cũng phải giơ tay vì tôi cũng là người như vậy. So next question. Câu hỏi tiếp theo. How many of you are introverts but did not raise your hand for the last question because introverts don't raise their hand? Thế còn ai là người có tính hướng nội nhưng lại vừa rồi lại không giơ tay thì bây giờ giơ tay? Vì người có xu hướng hướng nội lúc đầu hỏi là không bao giờ thể hiện mình. So you're honest, that's good. Đấy, bây giờ thì mới là trung thực. Lúc nãy là như vậy, ta có thêm số lượng người đông đông là người hướng nội. So our speaker said, today says that there's no reason to hide your natural introversion. Because introverts can be, and in fact are, among our greatest leaders. Và hôm nay chúng ta sẽ có một trải nghiệm mới với diễn giả của chúng ta, chị Jennifer. Chị sẽ cho chúng ta hiểu là ngay cả những người hướng nội như vậy cũng đừng có che giấu cái tính chất hướng nội đấy của mình. Vì rất nhiều nhà lãnh đạo lớn là những người có tính cách hướng nội. I think you have information about Jennifer in your packet. She's based in Atlanta, Georgia, where she has her own firm specializing in developing introverted leaders. She explores the theme in her book, The Introverted Leader, Building on Your Own Quiet Strength, that's been published in a number of languages, including Vietnamese, and is available in the back. Before we invite Jennifer up to speak, I think Ms. Tao from Thai Ha Books has a word for you as well. Thank you very much. Và hôm nay chúng ta sẽ trước khi đến cái phần trình bày tiếp theo của chị Jennifer, người cũng là đồng thời là người lãnh đạo của công ty ở Hoa Kỳ. Chị Jennifer hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Atlanta, bang Georgia, và cũng điều hành một cái công ty chuyên trong lĩnh vực về đào tạo, huấn luyện các cái người lãnh đạo và hướng nội. Và trước khi chị Jennifer trình bày thì chúng ta sẽ nghe phần phát biểu của tôi đang phát biểu của biên tập viên Thái Hà Book, chị Thảo đại diện cho Thái Hà Book sẽ phát biểu. Hôm nay tại trung tâm Hoa Kỳ, chúng tôi thực sự rất là vinh hạnh cùng trung tâm Hoa Kỳ đã mời được diễn giả, chuyên gia đào tạo, tác giả, chủ tịch tập đoàn Ebao Ying, bà Jennifer Kawaler đã tới đây cùng chia sẻ với chúng ta về chủ đề lãnh đạo hướng nội, phát huy thế mạnh tiềm ẩn nhờ quy trình 4B. Và xin cảm ơn bà Jennifer cùng cô Quân là ông Tiến sĩ Bin ạ. Cách đây hơn một năm thì tại trung tâm Hoa Kỳ, chúng tôi đã cơ hội mà có tiếp xúc với bà ấy qua một hệ thống, đó là hệ thống web chat ở ngay trung tâm Hoa Kỳ phía bên kia. Và cũng chính cái nhờ cơ duyên đó chúng tôi đã xuất bản cuốn sách mang tên là Lãnh đạo hướng nội. Cuốn sách này thực sự rất là hữu ích cho những cái người mà hướng nội, để giúp cho chúng ta mà có cái khả năng mà khai triển tất cả những cái thế mạnh tiềm lực ở bên trong chúng ta. Cuốn sách cũng giúp cho những cái nhà lãnh đạo hướng ngoại để có thể hiểu hơn những cái hướng nội trong doanh nghiệp của họ, để làm sao sử dụng tốt nhất cái nguồn nhân lực trong cái cơ cấu nhân sự của họ. Thái Book chúng tôi là một đơn vị xuất bản và phát hành sách có bản là ban hành sách có bản quyền. Chính vì vậy chúng tôi có rất nhiều cơ hội và tiếp tục gặp gỡ được với tác giả sách trong và ngoài nước. Sau 5 năm hoạt động,
Thì đến nay chúng tôi đã có cơ hội và tiếp cận mời khoảng 19 lượt tác giả từ Mỹ sang Việt Nam. Để kết thúc chương trình thì trước tiên là tôi xin chân thành cảm ơn bà Jessica Webster, tham tán kinh tế đại sứ quán Hoa Kỳ, và bà Effie Rose, trợ lý trung tâm phòng thông tin văn hóa, cùng với tất cả các cộng sự của trung tâm Hoa Kỳ đã giúp cho chúng tôi tổ chức cái hội thảo ngày hôm nay một thành công tốt đẹp ạ. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các đơn vị truyền thông, các nhà phát hành sách điện tử e-book và nhà tài trợ như báo điện diễn đàn doanh nghiệp, báo đầu tư Invest TV, VITV, VN Economy, nhà sách bản quyền, Lạc Việt và Aliza đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị ở đây vì chính quý vị chính làm cho cái chương trình này thành công nhất ạ. Và để bắt đầu chương trình thì tôi xin đề nghị tất cả các khán giả ở đây các bạn sẽ tắt điện thoại của mình để ở chế độ yên lặng hoặc là chế độ Zoom để chúng ta có được cái buổi hội thảo thành công. Và tôi xin mời bà Jennifer sẽ lên chỉ đạo cái chương trình này ạ. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Good morning. Xin chào các anh chị. I am thrilled to be here in Hanoi, in Vietnam, with all of you, and I want to start out by thanking the U.S. Embassy American Center and Thai Books, my translator, who will be my right hand. Rất là vui mừng được đến Hà Nội lần này và đặc biệt được lời mời của phía Trung tâm Hoa Kỳ và anh Hà Phúc cho tôi cơ hội được trình bày tất cả các bạn. Xin cảm ơn những cộng sự hỗ trợ tôi để có mặt ở đây. Wonderful. I'd like to start out today with a short story, very brief story. Xin kể câu chuyện đầu tiên rất là vắn tắt trước khi mở màn và phần trình bày chính. It's about my husband Bill, who you were introduced to previously. Bill and I were coming home over about 30 years ago from our first dinner party. Vâng, nếu mà các anh chị nhìn phía sau thì đấy là cái anh chồng của tôi, anh trai ngồi ở phía cuối kia, tôi gọi được nêu tên tên anh Bill nhưng mà anh không đứng dậy. Tôi và anh chồng tôi thì đã là đầu tiên được trở về nhà 30 năm trước đây sau một bữa tiệc tùng. And I said to Bill, weren't those people nice? I think we could be friends with Jane and Jeremy, and I really love the food. Và trong cái bữa tiệc đó, chúng tôi đã gặp rất nhiều người. Tôi nói với anh chồng tôi là, ôi trời ơi, toàn bạn bè hay, anh Jane, Kay gì đó, anh này toàn người bạn thích thú, chắc chắn là mình sẽ có thể kết bạn với họ. Chưa kể là đồ ăn thì quá tuyệt luôn. And here was Bill. Đây. Chúng ta nhìn thấy anh Bill đang lái xe. And so I said to myself, I married the wrong guy. Lúc đấy tôi tự nhủ trong đầu, đâm phải thằng hâm này cũng nhầm, là mình nhầm lấy chồng nhầm rồi. We're going to be one of those couples, you know, those married couples you see at the restaurant, sitting there with nothing left to say to each other. Vâng. But many years later. Rất nhiều cặp vợ chồng chắc chúng ta cũng thấy rằng là lúc đầu họ sẽ nghĩ rằng họ là một cặp tuyệt vời, rất là thích thú, có thể chia sẻ rất nhiều câu chuyện hay, nhưng mà có khi sau đó nhiều năm họ có thể chỉ là chẳng biết còn nói chuyện với nhau những gì nữa. So I said to Bill, what's wrong? A penny for your thoughts. And the more questions I asked, the grimmer, the sadder. The no expression on the face. Và tôi cố nài nỉ ông chồng, nó bảo là anh có ý kiến gì chứ em hỏi chả thấy nói gì cả. Nhưng mà tôi càng hỏi thì nhìn cái vẻ mặt chả thằng cả càng không thay đổi gì, im lặng như tờ. So what did I learn from that experience? Well, sometime later I learned that I was married to an introvert. Đấy, rồi mãi về sau tôi mới phát hiện ra là hóa ra mình đã cưới phải một ông có tính cách hướng nội. And I am an... Anybody guess? Thế còn tôi thì người như thế nào? Các bạn đoán được không? You're right, I am an extrovert. Tôi là thái cực bên kia của... I am an extrovert. And you know, relationships are very interesting, but what I'm here today to talk to you about is how organizations are like relationships, aren't they? Sometimes those introverts, those quieter people, get along with extroverts, and sometimes they don't. Introverts often feel very misunderstood, and they feel ignored.
they also feel overlooked. Như vậy chúng ta thấy rằng là cuộc sống bình thường cũng có trong các mối quan hệ cũng thể hiện những người giữa hướng nội và hướng ngoại, và ở những nơi công sở, các công ty, các cái tập đoàn, các văn phòng chúng ta cũng thấy có những con người cá tính tương tự như vậy. Và hiếm khi chúng ta thấy rằng là có được cái sự phát triển nào đó song hành giữa những người hướng nội và hướng ngoại song song với nhau. Và chúng ta cảm nhận như vậy bởi lẽ người ta cho rằng là những người hướng nội thì dễ bị bỏ qua, dễ người ta không chú ý tới, người ta cũng không tự thể hiện được mình, cho nên là cũng thiếu đi cơ hội để thành công hay là được thăng tiến, được phát triển trong nghề nghiệp như những cái bạn đồng nghiệp mà có tính cách hướng ngoại của mình. And extroverts are very frustrated trying to get the introverts to talk and to express themselves and to share their value in the organization. Bản thân những người hướng ngoại thì người ta cảm thấy rất là khó chịu, không phải lúc nào người ta cũng thoải mái để mà mời một cái ông nào có tính cách hướng nội lên để trình bày, để thể hiện cái quan điểm của mình ở trong tổ chức. So I decided to study the topic and began 4 years ago to do my research and writing. And what I want to share with you today are 3 basic points about leadership and introverts. First up, I want to describe with you to you who the introverts are, and in particular, who introverted leaders are. Second, I want to discuss what do those leaders do to be so successful. And thirdly, why should we pay attention? Vâng, thế ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một cái chủ đề mà không phải dễ dàng có thể khám phá. Và bản thân tôi là một người có tính cách hướng ngoại, đã quyết định để tìm hiểu và xây dựng một cái phát triển cái nghiên cứu của mình, viết một cuốn sách về những người lãnh đạo hướng nội này. Và cũng đây là chủ đề hôm nay tôi chia sẻ với các bạn, trong đó sẽ có 3 cái nội dung chính. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu xem là những người hướng ngoại, hướng nội đó là ai, đúng không? Và thứ hai, tức là những nhà lãnh đạo có tính cách hướng nội đấy, họ đã thành công như thế nào, họ đã có những tố chất gì để thành công, và thứ ba là tại sao chúng ta quan tâm tới những vấn đề. So we're going to talk quite a bit about introverts today, but when I use the word leader today, I'm using it in the context of somebody who influences others, who makes a difference. I know the name of this book is CEO, but the name the introverted leader is broader than that. It covers people across. So you don't have to be a CEO to gain points today from the talk. Cái chủ đề hôm nay tôi sử dụng cái từ tiếng Anh nó gọi là leader, tức là người lãnh đạo. Thì nó tôi muốn diễn tả rằng cái từ này nó rộng nghĩa hơn là cái từ CEO, tức là Chief Executive Officer, tức là giám đốc điều hành trong cái doanh nghiệp. Thì tôi biết là cái cuốn sách này trong tiếng Việt thì dịch là CEO thầm lặng. Nhưng mà cái từ leader của tôi thì mang cái nghĩa là lãnh đạo, là bất kỳ ai có thể gây cái ảnh hưởng, cái tác động đến người khác, có thể gọi đó là một người có tính chất này, là có vị thế lãnh đạo. Và vì thế nên là cái từ này tôi muốn nhấn mạnh là cái từ introverted leader, tức là người lãnh đạo hướng nội này, nó có cái nghĩa rộng hơn. Chúng ta không cần nhất định phải là giám đốc của một công ty thì mới nhất định phù hợp với cả cái nghiên cứu của tôi. So if you are an introvert, you will probably be able to validate or confirm that many of these things are true. If you are somebody who you might consider more extroverted, we'll talk about that in just a minute, what the definition of introvert is. But if you are, then you will learn how to connect and manage and work with the introverts on your teams. Và như vậy chúng ta thấy rằng là trong cái phần trình bày sau đây của tôi thì chúng ta sẽ thấy bất kỳ ai mà có tính cách hướng nội sẽ thấy một phần của mình ở trong những phần trình bày này. Và tương tự như vậy, những đồng nghiệp mà có tính chất hướng ngoại sẽ cảm thấy hiểu hơn về những đồng nghiệp có tính chất hướng nội của mình, có tính cách hướng nội của mình, và từ đó chúng ta có thể hòa đồng cùng nhau trong một cái đội, trong một cái nhóm thành công trong công việc. So let's first start out by saying who are the introverts. Now, one characteristic of introverts is they are wonderful at listening. Can anybody just suggest another characteristic that you think introverts have? Cái người hướng nội thì có một cái đặc tính rất là rõ ràng. Ở đây chắc chắn rất nhiều người cũng sẽ nằm trong số đó, là người hướng nội là người biết kiên nhẫn ngồi nghe và lắng nghe rất là bình lặng và kiên trì. Không biết ở đây có ai có thể gợi ý ra là một tính cách đặc thù nào khác nữa của người có tính chất hướng nội không, bên cạnh cái việc là rất biết ngồi lắng nghe. Well, I can share a few with you, but anybody? Nào còn ai nhỉ? Ai muốn nói nào? Okay. Ai hiểu về chính mình? We're going to get you talking in a little bit, but. Vâng.
So, okay, one thing is great listeners. Another thing they do is they're very calm, particularly in a crisis. They don't freak out. I don't know if there's a word for freak out, but yên lặng, nhất là trong những lúc mà hỗn độn, hỗn loạn, có khi không thấy cái thể hiện của những người này, người ta rất bình tĩnh. Đấy là những cái đặc điểm thứ hai. They are very much about depth versus breadth. We have a saying in the U.S. Still waters run deep. Có lẽ chúng ta deep, cũng... Yes, deep in, there's expression too. Deep in relationships, deep in analyzing projects. Not multitasking, but focusing. Cái đặc tính khác nữa của họ đó là họ xây dựng cái mối quan hệ hết sức là sâu và gắn bền chặt. Và đặc thù của những người này là có thể cũng rất phù hợp với những cái công việc, ví dụ như là phân tích cái tính cách của hoạt động của họ là yên lặng để quan sát và lắng nghe và xem xét. Thế nhưng mà ở tiếng Anh nó có một cái thành ngữ, một cái câu nói nó cũng khá là giống với tiếng Việt của mình, là sóng ở đáy sâu, nó thầm lặng nhưng mà tố chất cũng rất là mạnh mẽ, nó có thể trồi lên bất kỳ. Writing and written expression is another characteristic of introverts. And by the way, as I'm going through these, see if how many of these you think fit for you. Ngoài ra, với khả năng viết lách, ngồi thể hiện tư duy của họ cũng rất là tốt. Tí nữa thì nữa ta sẽ kiểm tra xem là liệu các bạn có tất cả những cái tính cách hay không, nếu như mình là người có cái tính cách hướng nội. Introverts also thrive on one-on-one conversations. Small groups, one-on-one conversations is how they really connect with people and talk and listen. Khi mà trong một cái đám đông thì chúng ta hiếm thấy sự xuất hiện của những người có tính cách hướng nội, nhưng khi mà thành một cái nhóm nhỏ giữa hai người với nhau như kiểu nói chuyện tâm giao thì chúng ta phát hiện đây là người hướng nội thực sự, lúc đấy mới thể hiện được chính họ, họ có khả năng diễn đạt và thể hiện thành một người bạn thân thiết. Introverts are preparers, they prepare for everything. Even for today, some of you that came in, you prepared, you read up about the talk. Những người mà có tính chất hướng nội cũng là người có rất là cẩn thận, họ luôn chuẩn bị trước mọi thứ, lên kế hoạch trước mọi thứ, thậm chí như việc đơn giản như ngày hôm nay đến đây dự buổi nói chuyện này, người thì tính cách hướng nội có khi ở nhà cũng là đọc nghiên cứu chán vào chủ đề này, tìm hiểu xem là liệu có thể đến đây lợi ích gì chăng. So those are a few of the characteristics. There are many more strengths that you introverts make up, but those are just a few I wanted to share to start out with. Mới nói đến đây là tôi thấy nhiều anh chị đã gật đầu ở phía dưới rồi, chứng tỏ thấy mình đúng. Nhưng mà đấy chỉ là một số những cái yếu tố mà chúng ta sẽ đề cập là tính cách của họ. Và tí nữa ta sẽ còn tìm hiểu thêm nhiều những tính cách của người hướng nội như vậy. So now that we know a little bit about the definition of these introverts, and we talked somewhat about leaders, let's look at the statistics. Và chúng ta hãy nhìn ở đây là một cái đồ thị cho thấy cái thống kê giữa những người gọi là có tính chất hướng nội và hướng ngoại. Chúng ta đừng nghĩ nhiều đến cái tính chất gọi là lãnh đạo hay gì ở đây bộ, thì nó là cái con người bình thường. So yeah, most studies do show that introverts and extroverts are pretty much divided 50-50. 50-50. Yeah. So the question is, it's part of it is influenced by culture, and it's interesting there's been such a big interest in this topic in Asia. We wonder how much the cultural influence, right, affects the introvert as well. So we don't know exactly how much, but there is some. Và ở đây là thấy như vậy, nếu mà thống kê thuần túy thì ta thấy cái số lượng người có cái tính chất hướng nội hướng ngoại thì hầu như là ngang bằng nhau 50-50 rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải tìm hiểu xem là liệu có những yếu tố văn hóa nào ảnh hưởng tới tính cách, tới cái yếu tố chất của những người có tính lãnh đạo, có tính chất hướng nội hay không. Thì có thể là văn hóa ở châu Á phải chăng nó sẽ mạnh hơn trong yếu tố về ảnh hưởng tới cái tính cách của người có hướng nội này. Có thể chúng ta cần phải tìm hiểu thêm một chút về vấn đề này, nhưng mà về thống kê học thì ta thấy nó cũng sẽ ngang ngang nhau về số lượng. So we've looked a little bit at statistics. Now let's take a look at introverts in terms of executive positions. The research is still being collected on this, but the guess is that 40% of executives actually are introverted in temperament. Và lúc đấy thì ta thấy là cái số lượng thống kê người bình thường như nha, đúng không? Còn bây giờ ta hãy thống kê về số lượng những người điều hành, những người lãnh đạo. Thì người ta thấy rằng là tới 40% những người lãnh đạo
ở vị trí lãnh đạo hay có cái tính chất tố chất lãnh đạo là những người có tính cách tương đối. So who are they? Let's look at a few examples. Chúng ta hãy cùng kiểm tra xem liệu có những người nào nổi tiếng mà nằm trong danh sách này. I think you probably recognize some of the folks here on this slide. Nhiều anh ở trên này chắc chúng ta cũng không lạ gì đúng không? Nhiều anh chị trên này rất quen. But we can go through them quickly. Bill Gates. Bill Gates, ở đây có ai cũng biết không? Bill Gates. Does anyone know who this lady is here? Thế còn cái chị dưới này? I bet you do if you like Harry Potter. Bạn nào mà mê Harry Potter mà không biết cái nhân vật dưới này mới là lạ. Yes, who is it? That's right, J.K. Rowling, who is the only billionaire author, right? She's a billionaire author. Maybe we all should become authors like her, right? Có lẽ là đây là tỷ phú đô la duy nhất trên thế giới nhờ viết sách. Đó. Chắc là tôi cũng mong muốn trở thành vị này. Our general Colin Powell, who may have even visited the embassy at one point in his career here. Does anybody know who that is? Bên kia dưới thì có một cái anh cái ảnh nhỏ bên dưới thì có một cái ảnh nhỏ bên dưới nam giới ấy. Đấy chính là ông tướng da đen bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, người da đen, ông General Colin Powell. Còn bên cạnh cái chị mà xinh xinh gái ở giữa với tên là gì nhỉ? That's Meryl Streep, right? Meryl Streep. The actress who's won all the awards, wonderful actress. So you know, introverts come from every sector of the economy, every field. We have Christine Lagarde from the IMF, International Monetary Fund. Bên cạnh chị Christine này là vừa mới đắc cử vào vị trí tổng giám đốc của IMF và Quỹ tiền tệ quốc tế. Okay, what about all of you technical people? Who's this? Bạn nào mà dùng internet không biết anh này là lạ. Come on, I know you know. Nào anh nào trên này đây, cái anh ở trên cùng ấy, cái anh ở bên tay trái trên cùng không phải anh trên kia là anh Bill Gates, dưới bên này là anh gì? Larry Page, yes. Rồi, Larry Google CEO. Ngày nào mà chả Google. Đấy, right. Anh sếp của Google, đồng sáng lập của Google là Larry Page. We didn't mention this lady. Chị ở giữa này thì hình như hơi khó biết hơn. Wei Li Dai is a Chinese American CEO of a company called Marvel Technologies, semiconductor companies, hugely successful female, first in her business. Introvert. Và một người lãnh đạo mà có tính hướng nội khác đã thể hiện rất là thành công. Đây chính là một người Mỹ gốc Hoa, Wei Li Dai, chị cái tóc IG ở chính giữa nhỏ kìa. Chị này là hiện nay là chủ tịch và giám đốc điều hành một cái tập đoàn sản xuất cái kiện bán dẫn rất là thành công ở Mỹ, rất là nổi tiếng và là tỷ phú. Right. So as I mentioned, this is just a small sample of the 50% of leaders who fall into the introvert category, and they're all around us today. Đây mới gọi là vơ nhanh đã thấy một đống nổi tiếng này toàn là hướng nội rồi, còn dưới này nữa thì còn khối. Dưới hội trường này chắc còn nhiều người lắm. And here's our expression again: still waters run deep. Vâng, cái câu đồng đấy chúng tôi đang là người đã diễn bài. There's a tremendous amount of strength that we need to tap into in the introverts in our organizations and in ourselves. Our organizations miss out if they don't get the talent and value that the introverts bring. Em thấy đây là đúng như cái từ tiếng Việt mà tôi xin phép mà đặt về cả cái từ này như vậy, sống ở đáy sâu. Những người hướng nội rất là thầm lặng nhưng mà cái sức mạnh tiềm ẩn ở trong họ rất là mạnh mẽ. Ở trong các công ty, trong cái tổ chức thì họ là những người thầm lặng và đôi khi, nhiều khi các công ty hoặc phòng nhân sự chúng ta đã không phát hiện được ra những người này, bỏ qua cái tài năng, cái kỹ năng, cái năng lực của họ và khiến cho chúng ta lãng phí một số nhân lực. So how is it then that so many introverted leaders are successful, but yet they also face so many challenges? What I'd like to do now is outline for you four key challenges. We discuss a few more in the book, or they're discussed in there, but four key challenges and how this creates problems or issues for introverts. Thế thì chúng ta thấy là rất nhiều nhà lãnh đạo có tính hướng nội như vậy đã thành công. Thế nhưng không phải là người ta thành công quá dễ dàng. Đúng không? Chúng ta thấy họ cũng có những cái thách thức phải vượt qua. Và trong cái cuốn sách mà tôi viết ấy, mà chúng ta đọc cuốn gọi là siêu tầm mắt đó, thì tôi có nhiều cái thách thức hơn để tôi đề cập ở trong đó. Thì hôm nay ta xem xét bốn thách chính để chúng ta tìm hiểu xem họ đã khắc phục, họ đã tận dụng, họ đã thành công được nhờ những cái việc vận dụng mô hình này như thế nào.
Okay, so let's start with the first, this is a slide here I wanted to share with you. We have a program called Sesame Street, the Children's Television Network. They're actually in many countries, the Muppets. You guys have heard of the Muppet, the Kermit the Frog, and he sings a song about it's not easy being green. Yeah. Ở đây mà ai làm bố làm mẹ thì chắc là có thể quen với cái nhân vật hoạt hình này, đúng không? Và bạn nào mà yêu thích hoạt hình thì cũng sẽ biết một cái series phim hoạt hình rất là nổi tiếng ở Mỹ, nó kể chuyện về một con ếch xanh, cái hình ảnh như vậy. Và trong cái bộ phim hoạt hình này, cái series truyền hình về hoạt hình này thì có một cái bài hát rất là nổi tiếng là Not Easy Being Green, tức là rồi ôi mình ếch xanh thật là không dễ dàng gì, đúng không? Cái bài hát như vậy. It's not easy. Let's take a look at the first hard reality. And this is a way, if you're not sure if you're introverted or not, this is one good way to check. Thế như vậy ta thấy rằng là cái hình vừa rồi ấy, nó liên quan đến là chúng ta hay có thể phản nàn về bản thân mình, đúng không? Ý là như vậy, nhưng mà thực sự có phải là như vậy không? Chúng ta hãy thử kiểm định một cái phần ngay sau đây để biết em chúng ta là người như thế nào. Có thể ngay từ phần đầu tiên này chúng ta chưa biết chúng ta là người hướng nội hướng ngoại, hãy chúng ta cùng kiểm tra xem. Và yếu tố đầu tiên, thách thức nhất. Okay, so what I'd like everybody to do now is to smile, and I'm going to time you for 5 seconds. Nobody else will see you, just me. Big smile, starting now. Tất cả mọi người nhìn lên phía tôi và cười. Show those teeth. 5 giây, nhé răng ra. Where's our phải nhìn camera về phía răng. Where's our photographs, yeah? Ôi, chị, anh chụp ảnh cho em cái. Nếu mà ai chưa hở răng chụp lại. Chụp cho bao giờ hở răng thì thôi, okay, 5 giây. You can stop smiling. Vâng. Okay, so the point of that is, for how many of you raise your hand, did that feel good? Vâng, lúc đấy những người mà giơ tay cảm thấy thế nào, mình có thấy thoải mái chưa? Introverts will say that they feel very like that many times a day that they have to smile and they don't feel like it. Và thực ra thì cái chuyện là ta vừa làm và cười thì thấy là những người mà tính hướng nội họ ít cười. Thế nhưng mà nếu mà họ chỉ cười một chút thì có thể sẽ thoải mái hơn trong cả ngày. So what they told us in our research, 90% of them said they suffer from people exhaustion. Và sau cái khảo sát của chúng tôi thì thấy rằng là 90% những người mà theo cái hướng nội họ nói rằng họ cảm thấy mệt mỏi từ những người khác. So, you know, there's a number of you who are entrepreneurs, you have your own businesses. Well, I'm an entrepreneur, and I decided, because this is such a problem, to make a t-shirt. Vâng, tôi cũng là doanh nhân, không biết ở đây có bao nhiêu người là doanh nhân nhé. Tôi đã làm ra một cái áo mà như thế này, đúng không? Việc làm một cái áo như này không phải là chuyện quá đơn giản, nhưng nó cần một ý tưởng của người doanh nhân. So here's what I put on the t-shirt. Tôi viết trên cái áo như thế này. That's it. You don't have to. Đây là dòng chữ được in. That's enough social interaction. You read my t-shirt. That's enough social interaction for one day. Và nếu mà chúng ta đọc ở trong cái chữ này thì nó là that's enough social interaction for one day. You read my t-shirt. Hãy đọc cái dòng chữ ở trên áo này của tôi, đúng không? Điều đó là đủ cho một cái sự giao tiếp hay tương tác trong một ngày. By the way, we're going to raffle these off at the end. Cuối nhé, cuối nhé, ai muốn có cái này nhớ đến lúc cuối gặp lại. So a lady came up to me at I saw her at a second program that I did, and she said, you know, I bought your t-shirt for my son, and I'm very disappointed. He never wears it. Tôi có một cái bà bạn mà mua một cái áo này và sau đó bà phản nàn là thằng con trai tôi chả bao giờ mặc cái áo này cả. So I said to her why, and she said, well, he said, mom, everybody comes up to me, and I'm an introvert and I don't want people coming up to me. Thế mà tôi mới hỏi bà bạn này tại sao, bà bạn có hỏi đứa con trai nó trả lời như thế này, nó bảo mẹ ơi, con mặc cái áo này ai cũng đến cả con mà hỏi han là thứ mà con là không thích cái chuyện này. Nhưng có lẽ cậu bé là một người gọi là hướng nội, cậu không thích tiếp xúc với nhiều người. So I decided to listen to her and I made another t-shirt and here's my new t-shirt. Thế như vậy là tôi đã phải là nghĩ ra một cái sáng kiến, tức là một cái chương trình thứ hai thay đổi. Đây là cái áo mà tôi đã thay đổi. It's blank on the front. Ở đằng sau không còn chữ nữa nhé. And it's on the back, the expression.
nhưng mà ở đằng trước thì lại có cái đổi ra là cái chữ đằng trước. Đơn giản thôi, tức là đổi cái địa chỉ trang web của đằng sau lên đằng trước, cái trước cổ này. So people exhaustion, and by the way, in Hanoi, it's very hard to be an introvert when you're walking down the street, isn't it? Nếu mà ở Hà Nội mà là hướng nội thì có vẻ hơi ồ ạt nhỉ. Đi trên phố quá. It's a wonderful city, but there's a lot of people, and you can get very tired, I'm sure, when you're paying attention all the time, riding your moped or trying to avoid the moped. And so there are some places it's difficult, and people get exhausted even more easily. Và ở Hà Nội thì rõ ràng là Hà Nội là thành phố rất là tuyệt vời, nhưng mà tôi cảm nhận nó đông đúc quá. Nên nếu mà là người hướng nội là người ta không thích tiếp xúc với nhiều người quá, nên là khi mà bạn đi ra phố phường ở Hà Nội, mắt thì phải trừng lên để quan sát phố phường, đạp xe, đi xe máy cẩn thận, không có người khác lao vào, thậm chí đi trên vỉa hè cũng phải cẩn thận. Chắc là những người mà theo tính cách hướng nội thì cảm thấy rất mệt mỏi khi mà cứ phải tiếp xúc và phải tương tác với quá nhiều yếu tố của con người như vậy. So that's the first hard challenge that introverts have and introverted leaders deal with. And we'll talk in a little bit about after the break about what the process is that they deal with these things and to overcome them. And by the way, introverts don't need to change who they are. They just need to add tools and approaches. Như vậy ta thấy là đây là cái thách thức đầu tiên mà những người có tính cách hướng nội hay là những nhà lãnh đạo hướng nội phải vượt qua. Thế còn họ vượt qua như thế nào, họ đã xử lý cái cách này như thế nào thì tí nữa sau giải lao ta sẽ xem xét là các hai vấn đề này họ đã khắc phục cái điểm đó như thế nào. Tuy nhiên tôi nhấn mạnh với các bạn rằng là những người hướng nội không phải cứ nghe đến đây là chúng ta phải thay đổi mình, biến mình thành một người khác, đúng không? Anh yêu em vì chính con người em chứ không phải thay đổi gì cả. Và chúng ta sẽ xem là thực sự là họ đã phát huy cái thế mạnh đấy như thế nào. Let's look at the second hard reality or second challenge. Đây ta cùng xem cái thứ hai của những người hướng nội như thế nào. Can any of you relate to this man here? Có bác nào có thể hình dung ra hình ảnh của anh này thì thể hiện một cái thực tế gì không? Sure, we all have work overload, don't we, today? Everybody's busy. Quá tải cho công việc. However, introverts oftentimes have told me in my research that they have a hard time saying no. Tuy nhiên ở trong nghiên cứu của tôi ấy, thì rất nhiều người theo cái tính cách hướng nội người ta chia sẻ với tôi rằng là rất khó từ chối, tức là biết nó quá tải, biết người ta giao nhiều việc rất khó từ chối. And what I mean by no is not no. Khi mà nói là từ chối không có nghĩa là bảo không. Nó mạnh mẽ như thế không có chuyện từ chối kiểu như vậy. Right, but it is about saying that you're overloaded and having a discussion with the boss or with your team and talking about what's going on. Và thực tế khi mà chúng ta muốn từ chối một cái khối lượng công việc mới được giao thì chúng ta đã thực sự quá tải thì không phải chúng ta thẳng thừng bộ bạn nói là không được đâu, mà chúng ta hãy nói bằng cách là hãy tìm cách trao đổi, phân tích với sếp và các đồng nghiệp là mình đang có nhiều việc rồi. Lisa is a client of mine who took a new job at a hospital in Atlanta where I live. And she was very happy to have this job. She said it was her dream job. And she really was pleased about her new boss. So I ran into Lisa a few weeks later after she took the job. And from being very happy. Và đây là cái hình ảnh của chị Lisa, bạn của tôi. Ở bên Atlanta, chị này, chị ấy có một cái công việc mới ở trong một bệnh viện. Chị nói là đây là công việc ước mơ của tôi từ bao nhiêu lâu rồi. Ông và gặp một ông sếp thật là tuyệt vời. Rất là hào hứng khi mà nhập cuộc vào công việc mới. Nhưng chỉ sau vài tuần tôi gặp lại Lisa thì từ một vẻ mặt rất là rạng ngời trước đó trở thành một khuôn mặt ủ rũ như tôi vừa thể hiện. Well, what happened, I said to Lisa, you liked your boss. She said, yes. But what happened was I had this team who asked me to do something and I said yes. I had this department who knew that I had this skill. I said yes. And before I knew it, this is how I looked. Và tôi mới hỏi bạn là Lisa cậu thích thế cơ mà. Ừ, sếp cũng hay. Nhưng mà cái đồng nghiệp của tôi ở phòng này thấy tôi làm việc tốt, lại nhờ phòng kia thấy tôi có kỹ năng này, cũng nhờ. Tôi thấy suốt ngày cứ phải đi làm hộ họ rất nhiều việc. Và thực sự bây giờ cũng cảm thấy quá mệt. Yeah. So, you know, we talked about some things she could do to have that discussion with her boss, and she was able to. But guess who is speaking up and complaining or talking about their workload? It's not the introverts. Who is it?
Right, the extroverts, the talkers. So that's just something that introverts do face. Và thực ra thì trong trường hợp mà quá tải công việc như vậy thì rõ ràng chúng ta cần phải trao đổi với lãnh đạo đúng không ạ? Nhưng mà đấy lại không phải là tính cách của những người hướng nội. Những cái người mà phàn nàn nhiều về công việc ấy, là những ông hướng ngoại, những ông mà nắm mồm nói nhiều. À, còn những cái ông mà ngồi làm việc thì đấy là những người hướng nội, họ không phàn nàn mặc dù là thực sự họ quá tải. Great. So we've talked about two of the key challenges, one being people exhaustion, another being work overload. Như vậy đây là thách thức thứ hai. Thách thức nhất ở đây chúng ta thấy là mệt mỏi vì người khác. Đấy là cái yếu tố đầu tiên của những người hướng nội. Còn cái thách thức đầu tiên họ phải vượt qua. Thứ hai tức là cái khối lượng công việc quá tải. Let's look at a third. Về thứ ba, thách thức thứ ba là gì? And this is called negative impressions. Cái yếu tố này nó gọi tên ra là những các cái biểu hiện mang tính chất tiêu cực. I know a guy named Scott who told me that several weeks ago he was in a meeting and he left the meeting to find out that the whole team thought that he was plotting, making some plot with the boss. Tôi có biết một cái anh tên là Scott và trong một cái cuộc gặp cách đây vài tuần tôi có thấy anh ấy tham gia một cái buổi họp và sau này anh ấy chùa đi ra khỏi cái cuộc họp đấy. Thế nhiều người phát hiện rằng là có vẻ anh này đang có một cái âm mưu gì đấy. And it was only because Scott had not said anything in the meeting. That's what they thought. Và so, đơn giản mọi người nghĩ anh này anh chuồn im lặng như thế và có âm mưu gì. Đó vì anh chả nói gì mọi người rằng em chuồn đây hay em lượn đây. Đó, những người đang nghi ngờ và biểu hiện. So, there is something called the perception gap. And what this means is that when we express, we have an intention to express something, people don't always understand that the same way we do. So in other words, they misinterpret what we are expressing, either through our face or through our voice or through our words. Thông thường thì ai cũng muốn thể hiện cái tâm trạng của mình thông qua một số những cái cử chỉ, hành vi, điệu bộ nào đó. Nhưng mà thường là nhiều người người ta hiểu sai về những các cái cử chỉ, cái hành vi nào đó hay lời nói nào đó của chúng ta. Cái đó thì chúng tôi hay gọi ra trong một nghiên cứu nó gọi là cái khoảng cách về nhận thức. Cái này thì cái hình chiếu ở trên này, nếu bạn nào mà đi nước ngoài thì rất là rõ biết cái vạch vàng khu tàu điện là kiểu gì, có my yoga, cẩn thận. So, you know, sometimes it's really just about making a small change to close that perception gap. I worked with a guy named Vince who works at a company in Indiana in the US. And we were together in Spain last year. And he had to deliver some bad news. Tôi có anh bạn tên là Andres này, đồng nghiệp của tôi ở Mỹ. Nhưng năm ngoái tôi có cùng dịp đi sang Ấn Độ và có một thông tin có lẽ không được vui lắm với ngày khi chúng tôi cùng đến đó và nhận được cái thông tin này. Và đây là một trong những cái mà tôi muốn dẫn tới, cái yếu tố gọi là làm thế nào để thu hẹp được cái khoảng cách của nhận thức này của chúng ta. The problem was Vince did not have any kind of rapport or relationship with the people that he had to tell that they were going to actually have some cuts and downsizing in the business. So he did not know any of the people when I started to work with him. Khi mà tôi bắt đầu công việc với anh viết này, anh ấy chúng tôi chưa nhận thức được là cái công việc đang khó khăn, rất nhiều những các cái hoạt động đang phải thu hẹp khoảng cách để sa thải một số nhân viên này nọ, chúng tôi chưa nhận thức được. So I said to Vince, let me watch you, Vince, when you come in, because he said to me he wanted to get to know some of the people so that when he had these discussions it would go better and they would understand more of why he was saying what he was saying. Thế thực ra ngay từ lúc đó anh cảm thấy cũng được là vui vẻ. Tôi có động viên anh ấy là thôi, cứ gặp gỡ các đồng nghiệp cũng trao đổi hay là tìm hiểu xem là tại sao như thế nào. Sau đó có lẽ may chăng thì mới cảm thấy nó được thoải mái hơn. Now Vince was a CFO, he's a chief financial officer, and he had a lot of people in this area that he was walking into, and he said to me, Jennifer, just observe me and see what you see.
Anh này anh là giám đốc tài chính của công ty CFO. Anh này anh vào cái khu cái phòng làm việc thì có rất nhiều người rất đông. Anh ấy nói với tôi là Jennifer ơi, quan sát cho tôi xung quanh xem là người ta nói gì, nghĩ gì hay là xem quan sát gì về tôi nhé. So, I saw two things. The first thing I saw was Vince came in through the back door. Tôi nhận thấy điều đầu tiên là anh CFO là anh giám đốc tài chính này của bạn tôi luôn từ cửa sau vào, đi rất là ầm ầm. Because he doesn't really like to make small talk, right? Chit chat. Không thích nói chuyện buôn bán gì với ai. The other thing he did was when he walked in, he would walk in like this. Lúc the people vào, were sitting here, and he would go. Đã, người ta, anh ấy đi vào trong khi tất cả mọi người đang ngồi như này, anh ấy đi theo cái phong cách như thế đi vào. So he missed a real opportunity, right, to have a conversation. Now, think about this. These people spoke Spanish. They didn't speak much English. Và đây là những người như tôi nhận từ Ấn Độ về Tây Ban Nha, và Tây Ban Nha. Sang cái chúng tôi đi công tác ở Tây Ban Nha thì hầu hết mọi người đều nói tiếng Tây Ban Nha, chứ không ai nói tiếng Anh, ít người nói tiếng Anh. Và cái việc anh ấy đi vào từ cửa sau và âm thầm đi vào trong phòng họp như vậy thì đã bỏ qua một cơ hội là gặp gỡ, tiếp xúc và nói chuyện với rất nhiều người. So we talked about what he could do, and Vince decided to go back to his hotel room and learn the names of the people that he passed in the morning. And he learned them in Spanish too. Vâng, tôi có lời khuyên là anh ấy hãy quay lại phòng hồi buổi sáng hôm đấy kết thúc họp rồi thì chúng ta hãy cố gắng tìm lại tên danh sách của tất cả những người mà có vẻ như là quan trọng cần phải tiếp xúc trong buổi sáng hôm đấy nhưng đã bỏ qua, phải học cái tên của những người đã và học thậm chí phát âm cái tên bằng tiếng Tây Ban Nha. So saying hola Jose. Hola Jose. Hola Jose. And walking in through the front door. It didn't change the news that he had to deliver, but it did make it so that people accepted it more and trusted that he wasn't there to hurt them, but to work with them, so the organization could become a higher performing organization. Thì cái việc mà anh thay đổi cái cách tiếp xúc từ cái chuyện thật tí là thầm lặng đi vào cho đến không dám nói chuyện với ai, chuyển sang hướng là tự tin đi vào từ cửa trước, gặp gỡ những người cần phải gặp, nói chuyện, phát âm tên của họ bằng tiếng Tây Ban Nha đầy thân thiện như vậy, đã làm thay đổi cái không khí nghe chừng có vẻ rất là trầm lắng và lo lắng là nhiều người có thể sẽ bị sa thải, có thể bị mất việc hay là thu hẹp bộ phận này bộ phận khác. Nó làm cho cái không khí nó đỡ căng thẳng hơn và cái tính chất đồng nghiệp gắn bó nó đã thoải mái hơn. So that's just an example of one step that one of my clients took who was extremely introverted to be more effective. Because introverted leaders know that that's what they need to do. They need to also use their people skills in addition to their brain to be effective. Và như vậy thấy rằng ở đây thì một cái động tác hay là một cái bước rất là đơn giản thôi để giúp cho những người mà lãnh đạo hướng nội này có thể làm một cái sự thay đổi trở nên hiệu quả với cái việc sử dụng một kỹ năng giao tiếp đơn giản này. Và rất nhiều người lãnh đạo hướng nội cũng cần phải lưu ý cái điểm này. Đã là lãnh đạo thì cũng phải có kỹ năng dùng người, kỹ năng sử dụng người. Và cái việc chúng ta đã biết sử dụng những kỹ năng đó cũng là một cái phần quan trọng để dùng những người khác một cách phù hợp. Okay, so let's just review quickly here. We talk chúng ta cùng điểm about nhanh. People exhaustion. Mệt mỏi vì những người khác hay người khác làm cho mình. We talked about work overload. Quá tải cho công việc. The third challenge, negative impressions. Biểu hiện tiêu cực. Now some of you met my husband Bill or saw him in the back there. This is Bill. This is the most we ever get Bill to smile. Là nhìn thấy ảnh này, anh chồng em đấy, anh ấy ở phía cuối của trường. Hiếm khi nào nhìn thấy anh em cười, nhưng mà anh đang cười, anh đang chụp ảnh cái kia. Now this is Bill. Đấy, anh Bill. Can you see? After he won the lottery. Sau khi trúng xổ số, mặt đã thế thôi. Không khác gì. Vì thế anh mới cưới em. Đấy, anh vừa đằng kia anh nói. Yeah, usually I don't have him in my talk, so I could say a lot more. Đây là buổi nói chuyện của em, nếu không thì còn lâu mới đợi đấy, em không trả lời nhé. So, but the truth is people do paint their own feelings and thoughts on
on people's faces. They put their own interpretation. So sometimes what we do need to do is explain or make some changes so that we are aligned, that we're together in our communication. And so a lot of times, many times people, if they see somebody with not much expression, and that is something that I know in Asia, silence is golden, not a lot, a little bit less in Vietnam, there's more expression, but in many Asian cultures, people will put a lot of, they'll paint their own interpretation on your face. Thấy rằng là rất là nhiều người thể hiện một cái vẻ bề ngoài như thế thì thật là khó cho những người khác có thể đoán được là họ đang suy nghĩ gì. Và đôi khi người ta đã đọc sai cái dấu hiệu thông điệp bề ngoài đấy. Thì tôi hiểu rằng là rất nhiều nước ở châu Á thì họ thể hiện cái khuôn mặt ấy, những cái suy nghĩ của họ ra ở bên ngoài khuôn mặt cũng rất là rõ ràng. Ở Việt Nam có thể phải chăng là khác nha. Bạn đang nói là mình cười nhiều quá, không biết tại sao mình cười. So, thì cái này chúng ta đã thấy rằng là có những cái biểu hiện từ bên ngoài nó không nhất định là phản ánh cái bên trong và khiến cho người khác có thể đọc sai cái thông điệp mình đang thể hiện. So particularly in working with Western companies where people expect you to be very expressive, you don't need to be totally using your face all the time, but it is helpful sometimes to say to somebody, when I'm quiet and not showing emotion, I am really listening to you. It doesn't mean that I don't care, or that I'm not listening, or that I don't agree. Sometimes we need to have these conversations with our clients and with the people we work with just to explain ourselves so they better understand us. Như vậy chúng ta thấy một kinh nghiệm nhỏ nhỏ trong trường hợp mà chúng ta phải giao tiếp, làm ăn, kinh doanh, hợp tác với các đối tác ở phương Tây. Thì thông thường là những người ở phương Tây người ta thể hiện cái vẻ bề ngoài ra rất là nhiều bằng các cái điệu bộ cử chỉ, đúi vai, rồi thì cho mày hay cho đến mỉm cười vân. Thế nhưng mà tất cả là chúng ta không cần phải diễn giống như họ để thể hiện rằng là mình mới là hòa nhập văn hóa phương Tây như họ để họ hiểu mình. Không cần thiết phải làm như vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng cần thiết phải có những các cái biểu hiện nào đó để thể hiện rằng chúng ta đang lắng nghe, đang giao tiếp, đang trao đổi, đang quan tâm những vấn đề mà chúng ta đang nói với họ. Đấy là một cái nhỏ để chúng ta hiểu về cái văn hóa trong kinh doanh của mình. Just one more quick example of that. In a speech I was giving a few months ago, one woman said that she used to close her door in her office every day at a certain time. And everybody in her department thought that she was being antisocial and mean and a snob. She just needed her downtime. So when she explained it to them, things really improved. Vâng, tôi có một cái chị bạn này, chị ấy cách đây vài tháng, chị ấy cũng tôi có hay gặp gỡ chị này. Thông thường chị này ở văn phòng chị hay có một cái thói quen, tức là cứ phải đóng cửa vào cái giờ nhất định nào đấy. Thì rất nhiều người mới nghĩ là chắc mẹ này là kiểu đóng cửa vào, chắc không muốn để giao tiếp gì ra bên ngoài chăng. Hay là cũng có những người khác lại nghĩ rằng là chắc là có vấn đề gì bên trong, hay là buổi trưa ngày, không biết. Thì tóm lại là rất nhiều người người ta đọc những các cái thông điệp đấy sai về những cái một cái thói quen rất là thông thường của một người bình thường. Okay, does that make sense? Biết là có mọi người hiểu thêm về người nội chưa? Great, thank you for the feedback. Vâng. So the last challenge I want to share with you is something called the undersell. Đây, và đây là thách thức thứ tư mà chúng tôi xin chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Bên cạnh rất nhiều những thách thức khác thì các bạn tìm đọc trong cuốn sách, đúng không ạ? Đấy là một cái tính chất khác, một thách thức khác mà người hướng nội phải vượt qua, đó là không thể hiện được hết mình. 4 out of 5 introverts in our research said that they believe that the talkers or the extroverts get ahead at work. How many of you by a nod believe that's true? That 4 out of 5 of the introverts feel that the extroverts, the talkers, seem to get ahead more. People who talk about themselves a lot. Trong cái nghiên cứu của chúng tôi thì người ta, những người mà gọi là có tính cách hướng nội thì cứ 4 trong 5 người có tính cách hướng nội người ta nói rằng là những người mà có tính cách hướng ngoại là người ta có nhiều cơ hội để thăng tiến hơn. Những người mà hay nói hoang hoang ở nhiều chỗ, những người mà hay thể hiện mình ở nhiều nơi thì người ta có cơ hội thăng tiến, phát triển công việc nhiều hơn. Ai trong số các bạn đồng ý với kết luận này? 4 trong 5 người hướng nội trong cái kinh tôi đã kết luận như thế. Ai đồng ý với các bạn?
ai đồng ý rằng những người vốn đối ngoại này nó vượt rất nhiều. Okay, a lot of you believe that is true. We don't know if it's absolutely true, but it's the perception of introverts. But we do know that visibility in an organization is important. People need to know about you and what you have to offer. And yes. Như vậy thấy rằng là không phải là, chúng ta không biết chắc chắn là liệu cái việc đấy có đúng hay không. Nhưng mà ít nhất cứ 4 trong 5 người có tính cách hướng nội, người ta đồng ý với cái quan điểm như thế, rằng những anh hướng ngoại thì có nhiều cơ hội để phát triển, thăng tiến hơn. Thế nhưng mà cái điểm rất là quan trọng chúng ta đều hiểu rằng là cái sự xuất hiện bằng hình ảnh, bằng cái khả năng thể hiện là tôi có cái này để có thể làm được điều này vân vân. Cái việc thời gian ở nơi công sở, ở nơi các tổ chức thì người ta có cơ hội để thành công hơn, điều đấy là quá thực tế. A man named Raj is a project manager I worked with 2 years ago, and Raj said to me that he has to select people for his projects. And he said, you know, if I have Jane and I have Lan, and I'm hearing from Lan, and she's telling me what her team is doing, what they've accomplished, what's new, but I'm not hearing from Jane. He says, excuse me, one second. Vâng, tôi có một anh bạn tên Ross này, anh này là giám đốc một cái dự án. Cách đây 2 năm chúng tôi có một cái dịp làm việc và trao đổi với nhau. Anh Ross này, anh ấy là giám đốc dự án này, phải chọn hai cái người cùng điều hành với mình trong nhóm. Có một người tên Lan, một người tên là Jane. Và cái người tên Lan này thì người ta kể rất nhiều về các đồng nghiệp, các cái công việc người ta đã làm, đã hoàn thành, trong khi phía trên không thể nói gì. Then I'm too busy to ask for that information. Excuse me. And I will select, who do you think, Lan or Jane? Hey, tôi không có nhiều cái thời gian để có thể chọn Jane hay là Lan. Thế còn chúng ta ở đây sẽ nghĩ rằng là sẽ chọn ai? Lan, exactly. Because he says, Jane may even be the better worker. She very well could be the more strong performer. But I don't have time, Jennifer, to go find that information. I'm too busy. So that was a good lesson for me in advising my clients to say we do need to share our accomplishments so that we get great opportunities for ourselves and to contribute to our organizations. Thế là ngay cả khi đó chúng ta thấy rằng là Jane có thể là người có cái khả năng tốt hơn là Lan, đúng không? Người thể hiện công việc trong công việc của mình tốt hơn. Nhưng mà tại cái thời điểm tôi cần phải lựa chọn thì tôi chưa có đủ thời gian, chưa có nhiều cơ hội để tiếp xúc và tìm hiểu về người đó như thế. Cho nên do cái tính chất thời gian đó mà tôi đã phải quyết định chọn một người đã biết thể hiện mình tại thời điểm đó. Đấy là Lance, đã thể hiện rằng là người đã biết làm gì, đã cùng đồng nghiệp hoàn thành công việc gì. Đấy là cái điểm gọi là bất lợi đối với người có tính chất hướng nội và cái lợi cho những người có tính chất hướng ngoại. So we're going to try a little example of this because I want to show you how this is not difficult to do. That we all need to get in the habit of really sharing. Và ở đây chúng ta sẽ làm một vài cái ví dụ nhỏ nhỏ ngay để thấy rằng là chúng ta thấy cái việc thay đổi nào đó ít nhất của bản thân mình từ những người hướng nội sang khắc phục những cái chuyện là cái điểm yếu của mình ấy, là không thể hiện được mình hay là không có nhiều cái khả năng để thể hiện bản thân ra. Một vài những cái ví dụ sau đây rất đơn giản giúp chúng ta có thể khắc phục và làm điều đó. In fact, before we do this, I was reading the Wall Street Journal. I was reading the Wall Street Journal, and it said that there was a study at Harvard that was done that when we talk about ourselves, it gives us the same sensation of pleasure as food or money. Như vậy ở đây tôi có đọc trong cái tạp chí Phú Quân, người ta có viết một cái câu chuyện một cái chiếc nhỏ mà ngay cả khi chúng ta có thành công về tiền bạc hay là ăn uống ngon miệng thì đâu đó những người có tính chất hướng nội họ cũng không thấy khác biệt, họ cũng không thấy biểu hiện nhiều những cái cảm nhận ra bên ngoài. So that's another reason to brag about ourselves a little. Excuse me. So I would like everybody right now to take a minute to think about an accomplishment that you had either at work or at home this past week. Maybe you were able to finish that report that you've been wanting to finish. Maybe you
cooked a full dinner for your family this week. Whatever it is, I want you to write that down somewhere next to the slide there. What is an accomplishment that you have, or somewhere on that page? Và để thay đổi những cái nhược điểm mà các gọi như vậy của mình thì chúng ta có thể làm những cái động tác rất là đơn giản để ghi nhận những cái thành công, những cái kết quả nào đó của mình, cho mình một cái sự hài lòng nhất định. Ở đây chúng ta chỉ cần làm một động tác lên rất là nhỏ ở cạnh cái hình chiếu này ở trong tài liệu của anh chị ấy. Anh chị viết ra bên cạnh ở cái chỗ có cái khoảng trống ghi chép một vài phút, anh viết ra những gì mình đã làm được trong tuần qua. Đơn giản nhất chỉ là việc mình đã lên kế hoạch nấu một bữa ăn ngon cho ông chồng cộng với cả người yêu hay gì đấy thì cũng được, bạn trai bạn gái gì thoải mái. Chúng ta hãy viết ra một vài cái gì đó mà ta ghi nhận rằng ta đã hoàn thành trong tuần vừa rồi, cảm thấy xứng đáng để đi ra đường. Một vài phút cho các bạn. Okay, so 1 minute now to write that down. Everybody please do that. Write down one accomplishment on your paper. Thank you. Okay, I'm so glad to see people writing their accomplishments. You can write more than one, by the way. Cứ viết thoải mái những gì đang muốn hơn một cái mười được. So here's what we're going to do. When we come back, you will be sharing that accomplishment with one person. So you'll have a little time to prepare. You introverts will like that. But in the meantime, the sum up of now is that we've talked about so far, right, who the introverts are and what the challenges are that they have. And after we come back, we'll talk about some more solutions for introverted leaders to really shine. So in the coffee break now, we're going to take 15 minutes, is that right? 15 minutes. To have coffee, tea, to share one-on-one conversations. And I really look forward to seeing you back here in 15 minutes. Thank you. Và nhiều anh chị ở đây là những người có tính hướng nội, thì tôi biết là các anh chị cần thời gian để chuẩn bị viết cho nó kỹ. Nên là các anh chị nghỉ thể lao 15 phút bây giờ, trong nghỉ thể lao ta có thể trao đổi tay đôi, tay ba với một số anh chị khác để viết cho nó đầy đủ hoàn chỉnh hơn cái thành tựu của mình trong tuần vừa rồi. Ta nghỉ thể lao 15 phút, sau đó quay lại ta trao đổi thêm các nội dung và thêm về các cái giải pháp cho những cái thách thức mà chúng ta phải vượt qua khi chúng ta là một người có tính cách hướng nội. During the break, and I appreciate the delicious ginger tea that somebody left me. Vâng, trong lúc nghỉ giải lao tôi có dịp buôn với mấy anh chị ở đây, rất là vui và rất là cảm ơn anh chị nào đó đã giúp tôi có một cái cốc trà gừng rất là ấm giọng cho tôi để trên bàn. Great. We are going to start where we left off. You each should put an accomplishment down that you had in the last week. I would like you to take a minute to turn to one of your neighbors and just share that accomplishment. Each of you take 1 minute to talk about your accomplishment and see how that feels to talk about an accomplishment. The person who is listening can ask questions, but remember to keep it brief. 1 minute each person. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái nội dung mà trước kỳ để làm chúng ta đã làm rồi. Đó là cái phần mà ta viết một vài những cái kết quả công việc, những cái gì đó được gọi là thành tựu hay hoàn thành trong tuần vừa rồi của chúng ta. Và bây giờ mời các anh chị chúng ta hãy quay sang người hàng xóm bên cạnh của mình và dành đúng một phút cho mỗi người để trình bày những cái thành công thành tựu của mình trong tuần vừa rồi đã đạt được. Người lắng nghe có quyền hỏi câu hỏi, người kia có thể trả lời, nhưng cũng chỉ có một phút thôi. Mỗi người đúng một phút. Và sau đó ta thử xem cái cảm nhận của chúng ta thấy như thế nào sau khi đã chia sẻ với bạn mình. Good, keep sharing. Thoải mái ạ.
khói thoải mái. Lúc mà tôi hỏi có bao nhiêu người là hướng nội, giơ tay rất nhiều. Nhưng okay. mà bây giờ nói thì rất hào sảng. Mà như vậy kinh nghiệm cho thấy rằng là nếu như người ta không thể hiện trước đám đông thì chia người ta thành nhóm nhỏ. Và như vậy chúng ta thấy là người ta chia sẻ hết sức nhiệt tình. Và trong các cái nhóm của chúng ta sau này làm ở trong công việc ấy, nếu chúng ta phát hiện ra những người có tố chất là hướng nội như thế, hãy lôi kéo họ vào nhóm nhỏ, họ sẽ chia sẻ giống như ta vừa mới thấy. Okay, is there anybody who would like to share what their accomplishment was or were impressed by their neighbors and would like to share theirs? Bây giờ ai muốn chia sẻ xem mình đã làm được những cái thành công gì trong tuần vừa rồi hoặc là ấn tượng với những thành công của bạn mình trong tuần vừa rồi. Đây, phần thưởng bất ngờ đến với người này. Mặc dù chưa làm gì mà đã có giải thưởng. Nhưng bây giờ mới là đến lúc giải thưởng thể hiện, mời anh chia sẻ. Good morning, everybody. And good morning, Jennifer. Yeah, very nice to hear your presentation.
some of my job done this week. Once our company complete a very successful seminar. Second, we have met a very important customer, which may lead to some important contract. That's perfect. We'll stop right here. Let's thứ nhất anh chia sẻ rằng là đã cùng với công ty tổ chức một hội thảo rất thành công, thứ hai đã gặp một khách hàng tiềm năng có thể bóng hồ được lớn. And you obviously are used to writing down your accomplishments. Yes. Okay, let's. We had another hand up there. Tôi đoán có đúng lắm. Được rồi, được rồi. Bây giờ ai người là không làm thì người biết cách làm. Mình vừa rồi em đợi thì thực hiện ra được anh nói. Tuần vừa rồi chia sẻ với tất cả mọi người là mình vừa mới tuyển được một trợ lý rất tuyệt vời và mình đã giải quyết được gần như toàn bộ công việc ở trong văn phòng. I just actually selected one assistant, and that person helped me to solve all the issues in the office. Fantastic! Give him a hand. Yeah, that's great. Okay, one more, please. One more. Thêm một người, cuối cùng cơ hội thôi. Me. Yes, please. Vâng, mời chị. Tuần vừa rồi thì mình rất là happy vì là mình đã làm được một việc là mình lên kế hoạch và mình bám follow rất là chặt theo kế hoạch của mình và còn giải quyết được các công việc phát sinh. Một phần thứ hai nữa là cân bằng giữa cuộc sống và gia đình, có dành thời gian cho chồng, cho con, cảm thấy rất happy, cân bằng được công việc và gia đình. I'm very vui, em thì cũng rất happy với chị nhé. So I'm very happy that way because I already keep track of all the works I have done, I did before, and then, so even I address a number of newly recurring issues. And the second achievement is I keep the work-life balance. I spend some time for my family and husband as well. Wonderful. That's a wonderful one as well. Let's give her a hand. So I think we could probably hear from each one of you, and you could see the value, even though it might have felt somewhat uncomfortable to share about yourself. How interesting is it to hear somebody else's accomplishment, isn't it? Như vậy chúng ta thấy rằng là nếu mà ta tiếp tục thì ta có thể là nghe được rất nhiều những các anh chị có thể chia sẻ những cái thành công của mình nữa, những các cái kết quả mình đã đạt được. Mặc dù có thể một số anh chị không cảm thấy thoải mái khi chia sẻ cái thành tựu của mình trong tuần vừa rồi, nhưng mà việc nghe người khác kể về thành công của họ, chia sẻ những thành công này, có thể chúng ta cũng cảm thấy một chút vui vẻ và phấn chấn, đúng không ạ? Okay, everybody, I'd like you to put your hand up in the air, please. Put your hand up in the air. Okay, now go like this and pat yourself. There you go. Okay, good job, good job. All of us introverts and extroverts need to do it, and we need to ask people just like you did about what have you been doing, what have you been up to. Some people might be a little shy, so you want to get them to share it. Vâng, cũng tương tự như thế ta vừa làm động tác, có thể một số người đã giơ tay nhưng chưa chắc đã làm. Đúng không? Chúng ta hãy động viên những người khác phải làm những cái điều đó và chia sẻ thêm những các cái giá trị, những các cái thế mạnh của mình. Wonderful. We're going to move on now into the second part of the talk, and that is what do those introverted leaders do who are so successful? How do that 40% of executives get to where they get being introverts? And what we found in our research, they did four basic things. Và bây giờ ta hãy sang tầng thứ hai, một cái phần để chúng ta tìm hiểu xem là những người lãnh đạo hướng nội đó họ đã khắc phục những các cái nhược điểm để vươn lên cái thành công của họ như thế nào. Cái con số 40% mà chúng ta đã thấy thống kê trước này, thì 40% những nhà lãnh đạo hướng nội đó họ đã thành công như thế nào, họ đã làm cái gì để thành công như vậy, thì cái bí kíp phải chăng nó nằm ở cái mô hình sau đây. Right, now some of you have read the book or you're familiar with it, and those are called the what? What is it that I said? There are four basic things. What are they called? Bốn thứ quan trọng nhất để giúp những người lãnh đạo có hướng nội đó thành công là cái gì nếu ai đó đã đọc cuốn sách hoặc nếu biết? First, copy process
The first one is repair. The second is presence. The first is post, and the last one is practice. Wonderful. I think you deserve a T-shirt. What do you think? Xứng đáng có phần thưởng. Chị có nói về mô hình 4P và 4P thì chắc chắn tí nữa là sẽ như trên màn hình, chúng ta sẽ vào được tìm hiểu về 4P. Cảm ơn. Okay, so the, and she's exactly right. Now some of you might recognize this diagram here. This is called a. But you know what I was we were trying to go for here? Chúng ta có biết cái mô hình này không ạ? Mô hình 4. Right, a GPS, right? Global positioning system. Well, this is a global positioning system for your leadership. Đây chính là cái mô hình mà tôi xin tạm gọi là mô hình giống như là cái hệ thống GPS, hệ thống định vị toàn cầu của chúng ta. Theo cái mô hình này giúp chúng ta sẽ hình thành nên cái sự thành công của những nhà lãnh đạo đúng không? So let me go give you some examples of each of the four P's. The first one, this smart young lady said, is prepare. That's getting yourself ready for people interactions and for leadership scenarios. Và cái chữ P đầu tiên này, P này đầu tiên như chị vừa mới nói, đó là cái chữ prepare trong tiếng Anh, nghĩa là chuẩn bị. Những người lãnh đạo có cái tố chất về hướng nội, người ta luôn chuẩn bị rất là tốt. The second is called presence. Presence is being where you are in the moment, not worrying about the past, not concerned about the future, but being where your feet are. Being where your feet are. Thứ hai là chữ P trong tiếng Anh, nghĩa là presence, nghĩa là hiện tại, đúng không? Tại thời điểm này, không phải quá lo lắng gì về quá khứ hay tương lai. Chúng ta hãy nghĩ đến cái hiện tại, mình đang ở vị trí nào, đang có thế mạnh gì, hãy phát huy những cái hiện tại đấy của mình. The third is push. And what I mean by push is stepping out of that comfortable space, trying something new and learning. Và thứ ba đó là cái chữ P, mà chữ push tiếng Anh nghĩa là đẩy. Hay đây một cách đơn giản hơn, tức là chúng ta hãy có động lực để vươn ra khỏi cái vị trí hay cái thế mà chúng ta đang cảm thấy nó đang rất an toàn với mình. Bây giờ hãy mạnh dạn bước ra khỏi cái ranh giới đó để khám phá những cái mới. And the fourth is practice, and that is refining your skills so that you become excellent. Và thứ tư cái chữ P đó là practice. Một cách đơn giản ta hiểu đó là chúng ta hãy thực hành hay là chúng ta hãy luyện tập để làm sao rèn rũa những cái được gọi là chưa được phải là những cái ưu điểm của mình thành cái ưu điểm thực sự để phát huy cái thế mạnh của mình. Wonderful. Well, we're going to start with the first P, and I'm going to give you a couple of examples of that, and then there's plenty more in the book, as you will see. We have each chapter that uses the framework of the four P's. So whether it be projects, management, or networking, or public speaking. Ở đây chúng ta đã dần dần tìm hiểu cái mô hình 4P này với từng cái chữ P một. Ở trong cái cuốn sách ấy, thì tôi đưa ra nhiều các cái ví dụ hơn trong cái nội dung mà tôi trình bày sau đây. Có thể chúng ta sẽ thuộc về rất nhiều lĩnh vực, từ cái chuyện là quản lý dự án cho đến việc tạo các cái mối quan hệ networking vân vân của chúng ta. Tất cả những cái này chúng ta đều có các cái ví dụ ở trong sách. Tuy nhiên nội dung sau đây tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn hơn. Great. So in preparation, what we found that introverted leaders do consistently is they don't just focus on the words they're going to say, they also think about their body and how relaxed they are and getting themselves ready from that standpoint. So they pay attention to their voice, they pay attention to their breath, and they plan. They plan in all kinds of ways. Và như vậy, ta thấy ở đây với cái chữ đầu tiên là cái chữ prepare, tức là chuẩn bị, thì thường là những người hay là nhà lãnh đạo mà hướng nội này thì họ chú trọng tới những cái cách thức làm cho họ cảm thấy thoải mái nhất có thể, hay cho việc nghĩ đến cái từ ngữ nào mà họ có thể dùng thì họ chú tâm tới làm sao chúng ta cảm thấy thư giãn nhất về cái hơi thở, ta thở một cách nó nào nó cảm thấy không còn lo lắng, nhẹ nhàng, hay là cái giọng nói, cái tông giọng phải ra làm sao nó ấm áp chứ không phải là lạnh như băng như đá, nó thể hiện ra là mình có cái liên quan đến cái
giao tiếp hơn là chỉ có một chiều và giữ cái bản thân mình. So just one example right now that we can all try is to breathe. We forget to really breathe, don't we? We sometimes forget. So everybody take in a slow breath, counting to three. One, two, three. Then breathe out. One, two, three. Do you notice any difference? Can you feel your shoulders relax? Bạn cảm thấy thư giãn ở vai và cổ chưa? Can you feel your neck relax? Bạn cảm thấy cổ mình thấy thư giãn. What this does and what the leaders have taught us is it gets them in the moment where your feet are. Gets you in the move in the moment. That way your brain can't go off and worry. Oh, I didn't prepare this. What if they ask me this question? You are currently with them. I'm with you right now and present. I'm not worried that I didn't prepare every point. Vâng, như vậy khi chúng ta làm cái động tác hít thở sâu như vậy, đơn giản thôi. Nhưng mà nó giúp chúng ta chấn tĩnh trở lại, đúng không? Chúng ta không còn phải lo lắng về cái quá khứ hay là tương lai, hay chúng ta không có nhiều cái định kiến tại sao chúng ta hỏi mình câu hỏi này như thế, khó chịu như thế, vân vân vân. Ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng với một cái động tác nhỏ này, nó giúp chúng ta trở về thực tại là sẽ phải giải quyết vấn đề này, và chúng ta sẵn sàng lắng nghe họ, vẫn sẵn sàng trả lời họ. Một cái động tác nhỏ giúp chúng ta biến mình chuẩn bị tốt và trở về thực tại. Great. So you guys get a little sense of what that is like, what how important it is to prepare. Second P I want to discuss with you is, oh, I'm sorry, to be present. Yes. Now, being present is in the moment. And I talked about preparation is related to presence. You're doing all that work ahead of time. And then in presence, you're really focusing in with listening, and asking questions. Và như vậy ta thấy hết cái chữ P đầu tiên là cái chữ chuẩn bị, preparation, và như vậy thì sang cái chữ P thứ hai thì present, tức là thuộc về hiện tại. Ta thấy hai cái mục này nó liên quan đến nhau, ta chuẩn bị để trong hiện tại. Đó, và khi nói về hiện tại ở đây ta muốn nói với là khi ta xuất hiện tại công việc đó, chúng ta sẽ phải là người biết lắng nghe và sẵn sàng hỏi, biết cách hỏi nữa. Now when our daughter Jessie was 5 years old, I came home from work one day and saw her from the edge of my driveway in the front of our house. Tôi có cô con gái tên Jessie, 5 tuổi. Một ngày tôi về nhà, thấy cô con gái của tôi ngay đứng trước cái thềm cửa trước nhà. And Jessie had on a cute little Miss Kitty raincoat, an umbrella, and she was dancing to a song called Singing in the Rain. Và cô con gái của tôi đang mặc áo mưa cộng theo cái ô lại nhảy nhót hát là Singing in the Rain, cái bài hát gọi là hát dưới mưa. She was totally in Jessie's world. And then she caught my eye. And she did what 5-year-olds often do. Threw the umbrella down, stomped to the house. Và khi mà trước khi nhìn thấy tôi thì cô con gái của tôi thực sự là hoàn toàn không cần biết đến thế giới khác, chỉ có thế giới của cô bé nhỏ đấy thôi. Thích thì mặc áo mưa cầm ô biểu diễn, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi thì lập tức thể hiện ngay đúng một cái như cái phản ứng của cô gái nhỏ 5 tuổi, đó, lập tức vứt ngay áo mưa, vứt ô xuống chạy đùng vào nhà. Now when we are present, the thoughts that we never could have imagined appear. And she was in her world, and I broke the moment. But we all have opportunities to be in our imaginations and to be present so we can connect with other people. Let me just share with you something that we don't need interpretation for. Vâng, thế thì cái phần này chúng ta hình dung rằng là khi ta nói đến hiện tại, thì chúng ta hoàn toàn là không phải lo lắng về quá khứ hay tương lai, ta chỉ có thực tại thôi, đấy là với chính mình. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không cần phải có lính níu hay liên quan gì đến xung quanh, đúng không? Đây là một nhấn mạnh ở đây là ta trở về với thực tại, ta coi cái hiện tại để mà phát huy những cái
thực tế cái thế mạnh của mình và giải quyết vấn đề, chứ không phải là nghĩa là chúng ta như cô bé 5 tuổi, tức là khi cô ấy hát hò, cô ấy nhảy múa đấy, nó chỉ có thế giới riêng cô ấy và không liên quan đến ai cả. Nhưng điều đấy không có nghĩa rằng chúng ta sẽ không có một cái sự liên kết hay liên quan tới cái thực tại khác của môi trường xung quanh. Và bây giờ xong phần tiếp theo đây, tôi đoán là có một phần trình diễn video. Video. It's a video or a picture? Okay. Video thì bọn anh chị đã thưởng thức đoạn video và thật thấy rằng là chúng ta cảm thấy tự mình thưởng thức những cái giai điệu của bài hát và cái điệu nhạc nhảy nhau thì tự mình cảm thấy thoải mái nhất. Introverted leaders are present. Và với những người lãnh đạo mà có tính hướng nội như vậy cũng là những người luôn luôn gắn với cái thực tại. So now let's talk about the third P. Ta sang cái P thứ ba. So, and that's push. I'd like everybody again to take your other arm this time and push it as high as you can in the air. Nào bây giờ chúng ta hãy giơ tay thật cao, cao nhất có thể. Now push it higher. Cao nhất, cao thêm nữa. Higher. Cao nữa lên ạ. Good, good. Ui, một số người lại cần đứng lên. Bây giờ hãy để tay xuống ạ. So when I said push high, you really could push higher, couldn't you? Khi mà tôi nói đẩy cao hơn, thực sự bạn đã có cao hơn thật đúng không? Đẩy cao hơn thật đúng không? All stretch and grow more than we think, and other people can push you. You're still pushing back there. Đấy, có một chị ở dưới kia, chị còn cố thêm thử lại xem là có cao thật hơn như chị nghĩ không. Như vậy ta thấy rằng là luôn luôn nếu ta cố một chút thì có một cái động lực nào đó chúng ta cảm thấy là có tự phát triển được thật, có một cái đẩy nào đó là sẽ đẩy hơn. Right, and think about people who pushed you. Maybe you had a boss or a colleague who said you can do this. Introverted leaders push themselves and they allow others to say, you have potential. You can do this even though you think you might not be able to. Như vậy với những người chúng ta thấy là có những nhà lãnh đạo nào đó mà chúng ta có thấy được họ động viên là anh có thể làm được, chị có thể làm được. Đấy là những cái cú hích, cú đẩy cho chúng ta hơn. Và bản thân những người lãnh đạo hướng nội họ cũng sẵn sàng cho phép những người khác, kể cả nhân viên của mình, nói với họ rằng sếp có thể làm. So let me tell you about Jeremy. Jeremy is a guy who works at our local store where I get my mail and my packages. Jeremy is an introvert and he is going back to school. He is majoring in or studying technology. Để chúng ta hãy cùng nghe một câu chuyện về cái anh chị chàng tên là Jeremy. Anh này là một người có tính hướng nội, làm trong một cái cửa hàng ở cái khu vực gần tôi sống. Mà tôi hay đến cái cửa hàng này mua và nhận thư từ các thứ, một số những các cái bưu phẩm. Anh này có tính chất như tôi nói là hướng nội. So one day I came in and he said, Dr. Kornweiler, I think you will be interested in the class that I am taking. Và một hôm tôi mới đến cái cửa hàng và gặp anh này nói chuyện với tôi là chị nên tôi rất quan tâm đến, tôi nghĩ chị sẽ quan tâm tới cái lớp mà tôi đang học. And I said, Jeremy, that's great. What class are you taking?
Rồi mới hỏi anh ấy là, ơ, hay đấy, cậu học cái gì nhỉ? Lúc trước thì nói cậu này cậu học về. And he said, public speaking. Anh là, tôi đang học lớp thuyết trình trước đám đông. And I said, Jeremy, that is terrific. You are going to be able to present your thoughts in a clear way. You will gain confidence. And you might even get a salary raise. Và thế thì cái mà tôi đã chia sẻ với cậu Jeremy này. Tốt đấy, lớp này hay đấy. Em sẽ cho sẽ biết là sẽ có khả năng thuyết trình được trước mọi người thế nào, thể hiện cái suy nghĩ của mình như thế nào và trình bày thành công ra sao. Thậm chí là có thể bấm nữa. And so Jeremy said to me, yeah. Jeremy kể lời. And you know the best thing about it? Nói chung là chị biết tất cả kết quả thành công thì nó sẽ dẫn đến cái gì rồi. I said, what, Jeremy? Gì hứa, Jeremy? And he said, Jeremy trả lời, it's online. Đây là khóa học tiết trình trước các tổng công chúng. Tôi học trên mạng trực tuyến. Now, you help me figure out a public speaking class online on the internet? Mình có bao giờ học khóa học thuyết trình đám đông nói trước công chúng trên mạng không? Không khác gì diễn kịch công trên đài phát thanh. Now some of you are wondering where can I sign up? Và chúng ta có thể hình dung ra cái môi trường học cái lớp đấy như thế nào. But you know seriously, Jeremy, for him that was a push, wasn't it? Nhưng mà với Jeremy, tôi nghĩ ít nhất đấy là cái cú hích của cậu ấy. Right? To push himself out of a place that's comfortable for him. Đây là cái vấn đề. Cú hích đầu tiên giúp anh Jeremy này vượt ra khỏi cái ranh giới, cái môi trường mà anh ấy vẫn bấy lâu nay cảm thấy thoải mái nhất với chính mình. Bây giờ anh đã bước sang một cái chỗ mới, thách thức hơn. To stretch and to grow. Để tăng trưởng, để phát triển, để vươn lên. And then the question becomes for you, what is the push for you? That you need to do, that you need to feel a little uncomfortable this week. You know, me being in Hanoi and not speaking the language and learning how to cross the street is a push. Vâng, bạn có thể thử một cái động lực tương tự như vậy và tôi cũng có thể làm như thế với một cái cú thử. Có khi chị này chị vượt qua phố ở Hà Nội đi bộ cũng có thể là một cái thử thách hay. Còn chúng ta có khi bây giờ có thể nghe trực tiếp tiếng Anh không cần phiên dịch cũng tuyệt. So one of our great. So I suggest that I can drop my job and let them do listening, interpreting, without interpreting directly to you. That is a challenge. Oh yeah, let's do it. Let's try. You want to try? I just checked it. I don't know. That's a push. That's a push. So here's something that our great First Lady Eleanor Roosevelt, wife of Franklin Roosevelt, said about push that I really like. She said, we gain strength and courage. She talked like that. We gain strength and courage and confidence by each experience in which we really stop to look fear in the face. We must do that which we think we cannot. We must do that which we think we cannot. Vâng, có lẽ cũng không cần thiết phải dịch lại, nhưng mà một cái đơn giản ở đây tức là có một cái bài phát biểu, một cái chị để đọc cái trích một cái câu nói của ông Tổng thống Roosevelt cũ trước đây của Hoa Kỳ, nói về cái cú hích hay là cái động lực để thay đổi. Em chị vừa đọc vừa run đúng không? Chị hay nói là như vậy. Còn nếu mà diễn lại thì chắc là không thể diễn đạt được bằng chị Jennifer. Nhưng mà chúng ta hình dung là cái người đọc là động viên mọi người phải tự tin, thì cái giọng lại rất run run. Từ hôm nay chúng tôi nghĩ là phải có tiềm tin hơn. Good job. I try to act, but I don't act as good as well as George. Okay. And so we've talked about the three P's, and what's left is practice. Vâng, cái P thứ ba đã xong. P thứ ba, bây giờ ta đến cái P thứ tư, đấy chính là hãy thực hành. Now, some of you may have heard of a book called, anybody heard of a book called Outliers by Malcolm Gladwell? He's a book, he wrote The Tipping Point. A couple of you, yes. He's a very good author, Malcolm Gladwell. I would write that down. He's excellent. Tí nữa tôi sẽ viết cái tên của anh tác giả của cái cuốn sách này. Vâng, với một cái tên mới về mô hình 4P, biết các bạn từng đọc chưa? Right, and what he wrote about in his book called Outliers is that it takes 10,000
hours to master a skill. Và trong cuốn sách của mình thì tác giả này đã nói rằng là người ta phải mất 10.000 giờ để có thể gọi là hoàn thiện hay là thực hành được đến mức thành thục các cái kỹ năng của mình trong cuốn sách tên Ao Bài này. Now, these are some of the people that he looked at were the Beatles. And he, what he said about the Beatles. Do we have any Beatles fans here? Có ai là fan hâm mộ Beatles không? Okay, a lot of you, great. Rất nhiều người là fan hâm mộ Beatles. Và chúng ta hãy cùng xem tác giả này đã viết về ban nhạc Beatles như thế nào. So did you know that before they were the Beatles, they had another name and they played in little clubs in Hamburg, Germany. And nobody heard of them. And they spent thousands and thousands of hours practicing. And they emerged as the Beatles. Trước khi với mang tên ban nhạc Beatles này thì nhóm nhạc này cũng chỉ là một cái nhóm nhạc rất là nhỏ ở Đức và người ta không biết gì đến cái nhóm nhạc này cả. Họ tuy nhiên trên thực tế là họ đã dành hàng ngàn giờ để luyện tập và sau đó xuất hiện với cái tên Beatles thật là hoành tráng. And so we could all be like the Beatles. Most of the introverted leaders who I coach and I work with are always emphasizing to me how much they practice so they are comfortable. And I say to them, are you really an introvert? And they say, I'm extremely introverted, but I have practiced and I have practiced. I have gone to events like this to practice. Và như vậy chúng ta cũng có thể trở thành những người lãnh đạo hướng nội thành công đó nếu chúng ta đang có cái tố chất hay tính cách của những người hướng nội. Và cũng có thể thành công như ban nhạc Beatles. Rất nhiều những nhà lãnh đạo có tính hướng nội này tôi đã có dịp mà làm việc, hợp tác cho đến huấn luyện họ và họ đều chia sẻ với tôi rằng họ đã dành rất rất nhiều giờ, hàng ngàn giờ để luyện tập. Và tôi cũng có hỏi họ là họ có phải là người hướng nội không? Thì họ đều trả lời là tôi là người cực kỳ hướng nội nhưng tôi đã dành hàng ngàn giờ để luyện tập, để thay đổi, để thành một người như mình. And the famous philosopher Aristotle said, we are what we repeatedly do. Excellence is not an act, but a habit. Và một câu nói khác của một triết gia đã nhấn mạnh rằng là chúng ta sẽ là cái hình ảnh hay là hình mẫu của một người nào nếu chúng ta cứ làm đi, làm lại, lặp đi, lặp lại một cái tính cách hay là một cái hoạt động, hành động nào đó. Đó. Và cái sự tuyệt vời nó không phải là nó đến sau một hành động mà nó là cả một quá trình rất là thường xuyên liên tục. So as you see here, this is a framework for you to go back to time and again to develop your different skills. As you coach others, you can use this as well to say, what do I need to get better at? Let me see how the 4 P's can help. Vâng, như vậy chúng ta thấy với cái mô hình 4P này của chúng ta có thể tự vận dụng cho chính mình. Hãy rèn luyện, hãy thay đổi, hãy làm những gì chúng ta có thể với mô hình này để tốt hơn. Và tương tự như thế, nếu chúng ta có dịp được đào tạo, huấn luyện những người khác cũng có thể sử dụng cái mô hình này để xem thực sự có hữu ích và cải thiện những gì họ đang có hay không. So we've talked today so far about who the introverts are, what the successful introverted leaders do to get to that level. And what I want to close with today is the point about why. Why is it so important that we listen to the introverts? Như vậy chúng ta đã trải qua hai cái phần chính trong cái phần trình bày của tôi ngày hôm nay. Thứ nhất đó là những người hướng nội là ai? Và thứ hai là những người lãnh đạo hướng nội đó họ đã làm gì và làm như thế nào để trở thành thành công. Còn bây giờ chúng ta hãy sang một cái phần thứ ba, phần cuối cùng. Đó là tại sao chúng ta lại cần phải quan tâm, lắng nghe, chú ý tới những người hướng nội như vậy. So in these competitive times, we really can't afford to miss out on half of the contributions of half of the population. The person who cures cancer or solves the energy crisis could very well likely be an introvert. Vâng, trong cái thế giới mà cái thời gian luôn là chạy đua với nhau như thế này thì có thể chúng ta đã bỏ qua tiềm năng
và thế mạnh của khoảng 50% dân số. Những người có khả năng phát hiện ra những phương pháp điều trị bệnh ung thư hay những người có khả năng giải quyết thực sự những cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay lại là những người có tính chất hướng nội nào đó mà có thể thế giới trong cái thời gian quá cấp các hiện nay họ đã bỏ qua. So let's celebrate and recognize some of the famous introverts from today and yesterday. Vâng, và hãy cùng xem những người lãnh đạo hay những người hướng nội của hôm qua hay của hôm nay họ đã làm được những cái thành tựu như thế nào. Rất nhiều gương mặt. Will we see your picture up there next? Có thể ảnh tiếp theo sẽ là ảnh của bạn. I think so. Tôi tin sẽ có khả năng. So, before I finally close, I do want to see if there's any questions that people have that they would like to ask in the forum so others can benefit from your question. Vâng, chúng ta có thể có một vài phút cuối cùng trong cái phần trình bày của tôi ngày hôm nay dành cho phần câu hỏi. Nếu anh chị nào có thể mong muốn hỏi, chúng ta có thể hỏi một hai câu hỏi ngay bây giờ. Có thể các bạn khác cũng sẽ có cái gì đó hay ho từ câu hỏi chúng ta có được. Em anh chuyển micro cho anh luôn. I want to ask you a question. So we introvert, we must practice to be like extrovert. Người hướng ngoại là introvert. So we introvert, we must practice to be an extrovert. Let me clarify. That's a great question. Do we introverts have to practice to be like extroverts? Câu hỏi của bạn này để không biết là có chính xác không theo ý của bạn, chị Jennifer đang cố gắng hiểu rõ đúng câu hỏi này. Người mà là hướng nội thì phải thực hành, luyện tập để sao cho giống người hướng ngoại, có đúng không? Two responses that I have to that question. Well, first of all, no. Thứ nhất, đấy là câu trả lời không, không phải là nhất định phải làm. The second is introverts need, in my opinion, to do more of their strengths, what they do well already. I think they're not doing enough. They need to pull out more of their listening and their keen thought and use that more. Each of us has an introvert extrovert side to our personality, right? We each have that. Thứ hai, câu trả lời cho câu hỏi của bạn là có ở đây không phải hoàn toàn là chúng ta không làm gì mà chúng ta phải làm một số những các cái kỹ năng, kỹ thuật, thực hành nào cái gì đó để giúp chúng ta tốt hơn những gì chúng ta đang làm. Chúng ta đang làm có thể cũng đã là thế mạnh của chúng ta rồi. Thế bây giờ chúng ta hãy thể hiện được những cái thế mạnh đó, hay thực hiện được những cái thế mạnh đó để người khác có thể hiểu và biết được. Và đối với người gọi là hướng nội, hướng ngoại, thì trong người hướng nội có cái hướng ngoại, trong người hướng ngoại có cái hướng nội. So it's a matter of deciding when to use those extrovert behaviors, but not to change who you are. Như vậy, câu trả lời thứ hai, vế thứ hai câu trả lời của tôi đối với bạn là đối với người hướng nội cần phải biết sử dụng một số kỹ năng hay kỹ thuật nào đó đúng lúc như người hướng ngoại để đạt được những cái mục tiêu, mục đích của mình. Chứ không phải là ta thay đổi bản thân để thành người hướng ngoại.
other questions? Vâng, xin mời câu hỏi tiếp theo. Thank you for your presentation. You're welcome. And this is the first time I know about extrovert and introvert person. And maybe it is very, very interesting. I have a question. Do you think that an extrovert person and introvert person are available inside a person? For example, sometimes they are extrovert person and sometimes they are introvert person. Can be in the same person? Yes. Yes, absolutely. Câu hỏi của bạn đơn giản là trong người hướng nội có hướng ngoại hay không, hay người ngoại có hướng nội hay không? Tức là trong một con người có tồn tại song song hai cái thực tế, thực thể là hướng nội hướng ngoại không? Yes, as I mentioned just now, we need to bring those characteristics out in each of us. My new book is about how extroverts need to learn from introverts. Isn't that true? Vâng. Tôi đã trả lời như ở cái vế lúc trước thôi, tức là trong con người luôn luôn có cái hướng nội hướng ngoại rõ ràng như vậy, và vấn đề là chúng ta thể hiện cái gì ra ngoài rõ hơn, đúng không? Và cũng là trong cái xu hướng, cái nghiên cứu về những người hướng nội và hướng ngoại tương đồng như vậy, cho nên cuốn sách tiếp theo của tôi sẽ là người hướng ngoại nên học gì từ người hướng nội. Vâng, chúng ta còn một hai phút nữa để đặt câu hỏi. Vâng. Em ơi, ưu tiên phụ nữ ở phía dưới hay hai nam giới rồi đặt câu hỏi. Vâng, anh có thể trao đổi thêm với chị Jennifer sau khi kết thúc. First of all, let me introduce. My name is Hoa from the Water Resources University. I'm very interested in your presentation. And my question concerning about methodology. You said that you did this study 4 years ago. And how many? How is the methodology? How many people did you do in a survey and? Which kind of techniques did you use in your survey? Chị Hoa đại học thủy lợi đúng không ạ? Chị lại quan chắc là nhà nghiên cứu, nhưng quan tâm đến phương pháp nghiên cứu của chị Jennifer. 4 năm trước chị viết cuốn sách này, chị làm nghiên cứu. Bây giờ chị Hoa quan tâm đến là chị Jennifer đã sử dụng phương pháp nghiên cứu nào, khảo sát như thế nào, bao nhiêu người lấy mẫu khảo sát, vân vân, đúng không ạ? Đúng rồi, but, maybe one more question. Do you have interest, or I don't know if you have interest to go, for example, to the university to talk with also lecturer and student? It's my nhân viên cơ hội này có thể mời chị đến đại học thủy lợi nhà tôi để phát biểu không? Về ý là như thế. Nhưng mà we'll talk after. Yeah, có lẽ là sau đi. So, but great question about research. You know, I wanted the book to be practical, so but I did do research. I have a background in that, so. I did 50 in-depth interviews, I did a survey of 100 introverts, and I did, I would say, countless hundreds of informal interviews. For example, I would be on an airplane, which I do a lot, travel on, and I would talk to the person next to me and take notes. So I did it kind of like a reporter too. Vâng, đương nhiên là vừa làm một cái cuốn sách như vừa rồi tôi viết thì rõ ràng là cũng cần phải gắn với thực tế, chứ không phải là viết trong tưởng tượng nhiều được. Nên là tôi cũng làm rất nhiều những cái khảo sát, phỏng vấn. Thực tế thì tôi phỏng vấn sâu 50 trường hợp. Nhưng sau đó thì các cái cuộc trao đổi khác với những người gọi là hướng nội thì tôi trao đổi với hàng trăm người. Chính thức là như vậy. Nhưng mà cũng có con số hàng trăm người khác nữa tôi đã phỏng vấn, nhưng mà là không chính thức. Tôi có thể trò chuyện với người tôi đang đi trên máy bay cùng thì nói chuyện với người bên cạnh, hay là đi đâu đó gặp gỡ những cái buổi như thế này chẳng hạn, tôi cũng lại ngồi nói chuyện với người bên cạnh. Tôi cũng có âm thầm ghi chép những cái câu hỏi phỏng vấn không chính thức ấy của tôi. Còn cái phỏng vấn chính thức thì hàng trăm và 50, đấy là con số 50 phỏng vấn sâu. I would be happy to talk to people afterwards because we're running close on time and I want to make a few more points. Vâng, tôi còn một hai điểm nữa cần kết thúc ngay trong cái phần trình bày của cá nhân tôi. Nên bất kỳ anh chị nào có thêm câu hỏi, chúng ta hãy gặp gỡ sau phần trình bày cuối cùng này. Và chúng ta không còn thời gian hỏi đáp, xin lỗi. Thank you. No, I would be happy to stay. And I did want to point out to you the this is in color here, but it's in black and white in your packet. And this cái tài liệu này rồi trong tay kia. This gives you some very specific tips and suggestions on how to work with both the introverts and extroverts in your organizations.
It may even help at home too. Tài liệu này chúng ta có thể tham khảo đọc ở nhà và thậm chí cũng có thể lên mạng để tìm hiểu về trên trang web của chúng tôi ạ. Thì cái này đây là một vài những gợi ý nho nhỏ để giúp chúng ta có thể hợp tác, hoạt động, cộng tác với những người có tính hướng nội và hướng ngoại như nào để công việc nó thành công. But I do appreciate all your questions and we'll be happy to share answers afterwards. So I want to close with one short story. This about a car ride again. A more recent car ride. Và bây giờ đến cái phần cuối cùng thì cái phần kết thúc, một cái câu chuyện nho nhỏ trước khi tôi kết thúc. Và những câu hỏi thì tôi sẵn sàng trả lời các anh chị sau khi chúng ta bế mạc phần trình bày này. Tôi sẵn sàng ở lại đây thêm một lúc nữa để gặp riêng anh chị trả lời. So I'm in my car with Bill this time and I'm in the driver's seat. Bây giờ một lần nữa chúng ta lại quay lại câu chuyện ngay từ đầu. Tôi đã nói chuyện là tôi lái xe trên đường về nhà nữa. Nhưng mà lúc đầu thì là anh chồng tôi, anh Bill, anh lái xe. Và bây giờ thì tôi là người lái xe trong cái chiếc ô tô là hai vợ chồng tôi đang đi. And I have the radio on. Tôi bật radio lên. I'm on the phone with my our daughter Lindsay. Nói chuyện qua điện thoại với con gái Lindsay. And I'm having a conversation with Bill, a one-way conversation, but a conversation. Và tôi có nói chuyện theo kiểu một chiều với anh Bill, anh chồng của tôi. Theo kiểu nói chuyện tức là chỉ có một phía thôi, không phía kia không phải gì. When Bill leans over to me and says, "The light is turning red." Anh chồng tôi mới từ từ ngả sang tôi nói là đèn đỏ. So remember, listen to your introverts. They might even save your life. Thank you very much. Và đây thông điệp cuối cùng. Hãy lắng nghe những người đối một, họ thậm chí có thể cứu mạng bạn. Vâng, nếu mà nhìn anh chồng chị ở dưới kia, anh ấy không thay đổi từ lúc chị nói đến bây giờ, vẫn còn đang chống tay ở trên đầu. Thì anh ngồi ở bàn nghỉ sẽ cuối cùng. Thank you, Dr. Thank you. Cảm ơn chị Jennifer. Fascinating and fun, and thanks to everybody for your great participation. Và cảm ơn tất cả anh chị, trước hết cảm ơn chị Jennifer và thứ hai cảm ơn tất cả anh chị đã có cái phần lắng nghe rất là chú tâm, chú ý và thú vị từ sáng đến giờ. And we'll give the last word to Ms. Chun Phương Thảo from Chai Hà Books to come up. Rồi bây giờ mời chị Thảo và phía Thái Hà Books có thể lên đôi lời với chúng ta. Đại diện Thái Hà Books thì tôi một lần nữa tôi muốn cảm ơn tất cả các anh chị đã tới đây và đã có những cái thái độ lắng nghe và rất là hưởng ứng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn bà Jennifer và Jessica Webster và bà Epi Rose. Thái Hà Books có một món quà nhỏ muốn tặng bà Jennifer ạ. Tôi xin giải thích một chút. Explain the present. Đây là một bức tranh và có viết thư pháp bằng tiếng Anh. Đó là present moment and wonderful moment, tức là những cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Đấy chính là những cái khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta biết sống hiện tại thì chúng ta mới cảm nhận được cái tuyệt vời đó. Thì tương lai chúng ta mới tốt đẹp hơn ạ. Chúng tôi muốn tặng một chút, tức là trong cái món quà nhỏ của chúng tôi có chiếc áo đồng phục của Thái Hà Books. Đây là cỡ L, cỡ to nhất để tặng vợ chồng ông bà. Như là con L, con L. Will you need as well? Yeah, we have Thái Hà the book presents. Yes, sir. Cảm ơn. Cuối cùng và đây là bức hoa hoa sen. Vì sao chúng tôi chọn hoa sen? Chưa chính thức nhưng mà theo tôi nhận được biết thì đây là gần như là chúng ta coi như là quốc hoa của Việt Nam. Xin tặng với Jennifer. This is the lotus flower. And in Vietnam, we are now in a voting to choose the national flower of the country. And even though this is inofficially, but it's now regard people who believe that this is the national flower. Chúng tôi rất là cảm ơn Trung tâm Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một cái buổi hội thảo tốt nhất và chúng tôi xin phép có một món quà nhỏ tới bà Jessica Webster. We'd like to present Jessica Webster with another present than the gift to express our thanks for the American. Hy vọng là cuốn sách thì nó như vậy.
sách của anh Hà Vũ. Cảm ơn. Vâng, và chương trình hôm nay thì chúng ta có thể có một cái chụp một cái bức tranh ở trên này cùng với cả diễn giả với cả bên đại sứ quán Hoa Kỳ. Thêm nữa là chúng tôi có một cái comment nhỏ, đó là trong cái tài liệu của quý vị thì có một cái survey ạ, thì quý vị có thể điền vào góc nhỏ và để vào cái hộp phía bên ngoài kia ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị ạ. Evaluation. One final gift from the embassy for you, Jennifer. So thank you so very much. Món quà nhỏ khác ở bên Trung Quốc thì mời các anh chị lên chụp ảnh cùng với các diễn giả. Bất kỳ ai có quan tâm đến việc chụp ảnh cùng diễn giả, xin mời lên trên này.